Xin chào mọi người. Trước mình có không hứa là sẽ làm một cái video và hướng dẫn về cho người mới bắt đầu vẽ acrylic. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mà hoàn toàn chưa biết gì một chút gì về sơn acrylic. Thì để bắt đầu vẽ tranh sơn acrylic thì mình cần những cái gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì về cơ bản thì vẽ tranh acrylic thì mình sẽ cần có toan vẽ và sơn acrylic và bút. Mình chỉ cần có ba cái cơ bản này thôi. Chứ có bạn hỏi là bạn vẽ bằng cái giấy gì, thực ra không phải giấy nhé. Các bạn vẽ trên toan là cái vải. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cái một này. Thì toan vẽ tranh là gì? Toan vẽ tranh thì nó cũng có, đây các bạn, mình sẽ lấy ví dụ luôn. Đây các bạn sẽ có một cái khung gỗ như này. Khung gỗ như này. Sau đó các bạn có một cái vải như này. Đấy. Cái vải như này. Đây vải mình mua. Đấy thì các bạn có một cái vải như này chứ không phải giấy nhá. Còn vải. Sau đó các bạn bắn ghim cái vải này lên cái khung này. Đó, các bạn bắn cái vải lên cái khung này nhá. Thì các bạn sẽ có được một cái mà người ngoài thị trường người ta gọi là toan vẽ tranh. Thì khi mình đã bắn từ một cái này là mình tự bắn đấy, bắn các bạn mình nhìn rõ, mình có cái là khi nào mặt nó phải thẳng căng như này thì vẽ nó sẽ không bị trùng. Các bạn bắn căng như này nhưng mà mình bắn lên cái khung gỗ thì cái vải sẽ được một cái toan như này, thì người ta gọi là toan đấy, và toan vẽ tranh nhé. Còn nếu như các bạn mà không có điều kiện các bạn bắn những cái toa như thế thì các bạn có thể mua sẵn ở ngoài các cái cửa hàng hoạt phẩm ấy, thì người ta có bán sẵn những cái khung như này. Thì toa vẽ tranh thì có nhiều loại á, vì nếu mà các bạn mới bắt đầu ấy thì các bạn nên mua những cái toa nó chất liệu nó bằng cốt tông, nó rẻ này, nó chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi. Còn mình vẽ chuyên rồi thì mình dùng loại toa mình tự bắn thì nó sẽ độ bền của nó sẽ cao hơn, nó chấm ẩm mốc tốt hơn. Còn loại này thì nó sẽ nhược điểm của nó là chống ẩm mốc rất là kém, nhưng mà nó ưu điểm của nó rất là rẻ, nên các bạn dùng để luyện tập tập vẽ thì rất là tốt nhé. Đấy, các bạn mình nói qua đây là toan vẽ tranh. Cái toan nó có nhiều kích cỡ lắm, các bạn có thể phải tập, có vẻ các bạn mua những cái toan nó nhỏ như này cũng được này, nó bé xíu này thôi thì nó chỉ tầm 10.000 đến 15.000 gì đấy. Thì các bạn mua một chục về, hoặc là các bạn mới bắt đầu thì các bạn nên vẽ những cái nhỏ nhỏ này trước để cho nó vẽ, các bạn tập nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn, thì vẽ của lớn nó đỡ bị quải đấy nhé. Các bạn vẽ những cái nhỏ nhỏ, mua những nhỏ nhỏ ở ngoài là có nhé. Đấy là về toan. Còn về màu ấy, đây mình đây có sẵn mấy cái màu rồi. Đây mình chia sẻ từng cái màu một. Thì nếu mà ở đây thì mình có bốn loại màu như này, bốn cái màu kiểu như này. Đấy. Thì với các bạn nào mới bắt đầu vẽ thì các bạn nên mua cái hộp nhỏ như này. Còn 3D cái màu này là của bên Trung Quốc, người ta sản xuất rất là rẻ, màu là chỉ khoảng 20-25 nghìn một hộp như này thôi, 100ml gì vậy. Còn cái này 100ml. Thì các bạn mới bắt đầu thì các bạn mua khoảng chỉ cần mua 5 màu thôi nhé. 5 màu để mình lấy 5 màu cho các bạn. Tí nữa mình lấy ví dụ 5 màu cho các bạn. Thì các bạn không cần phải mua nhiều, 5 màu là đủ để đảm bảo các bạn vẽ có thể pha chế ra các màu khác được rồi. Như đây mình giới thiệu một màu này, màu này rẻ nhất thì các bạn dùng để tập tốt. Cái màu này thì mình mua đây, màu này là của Anh. Màu này cũng khá là đắt. Màu này khi nào mà các bạn vẽ nó cảm thấy mình vẽ đẹp, vẽ tốt lên rồi thì các bạn mua những cái màu như này. Thì các bạn vẽ tranh thì màu nó sẽ rất là bền và đẹp nhé. Đây là màu này là của Babel, hãng Babel này, bạn ghi như Babel. Thì những cái hãng này cũng của Pháp nhưng mà nó sẽ màu của Pháp thì cực kỳ đẹp. Cái hãng Babel này là cực kỳ nổi tiếng rồi, cũng các bạn cứ dùng để cho chuyên nghiệp. Cái hãng Babel này là mình rất thích dùng Babel. Những màu như thế.
cái sơn acrylic gì, sơn acrylic các bạn cứ nhìn trên cái hộp sơn ấy, nó có cái chữ acrylic là được, thì đấy là sơn acrylic nhé. Thì là các bạn dùng màu acrylic chính là cái hộp sơn, loại sơn acrylic dùng để vẽ tranh, vẽ lên các cái quần áo, vải vóc các thứ, túi trước, giày trước, cái người ta dùng hay dùng sơn acrylic để vẽ. Thì ở đây mình dùng sơn acrylic để vẽ tranh. Đấy là về màu nhé. À, màu mình giới thiệu các bạn, nếu mà các bạn không đủ tiền mua hết loại màu ấy thì các bạn chỉ cần mua những cái màu như này thôi. Nếu mà các bạn mới tập vẽ mà chưa có điều kiện mua nhiều màu ấy thì các bạn chỉ cần mua 5 màu này, màu hai màu đen và trắng này, cầm mua hai màu đen và trắng này này, và ba màu cơ bản, ba cơ màu bản đó là màu xanh da trời này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, mình cần ba cái màu này là mình có thể pha hết cả các màu khác, như hai màu này mình pha nhau thì sang màu xanh lá cây này, hai màu này mình pha nhau thì ra màu hệ tím này, màu tím này. Đấy, hai cái màu màu đỏ với màu vàng thì mình pha nhau thêm màu cam này. Đấy, các bạn cứ pha trộn ra như thế thì các bạn sẽ có cộng với lại thêm màu trắng đen nữa, thì các bạn sẽ có các cái hệ màu khác nhau nhé, đủ để các bạn vẽ tranh. Thì các bạn không cần phải mua hết các loại màu, và nếu như các bạn có điều kiện thì mua đầy đủ các loại màu thì trong quá trình vẽ mình sẽ nhanh hơn. Còn về bút ý, bút vẽ tranh thì mình xem mình chia sẻ thì có các bạn nếu mà mới tập vẽ thì các bạn chỉ cần mua cái bút như này thôi. Bút này thì nó không mềm quá hoặc không cứng quá, mà bút này của nó rất là rẻ, thì như có mười mấy nghìn hay là 15-20 nghìn một bộ ấy, đủ. Thì các bạn dùng bút này, nếu mới tập vẽ thì các bạn dùng bút này cũng được. Còn nếu như mà về sau các bạn vẽ quen lên thì các bạn sẽ dùng hai loại bút như này. Bút này thì ưu điểm của nó cực kỳ là mềm, các bạn dùng cái bút này bởi vì nó rất là mềm nên các bạn dùng để làm nhòe hay là làm mềm những cái đường nét của mình vẽ trên tranh ấy, làm nhòe vào nhau nhé, thì dùng bút như này làm êm màu. Còn những cái bút làm từ cái lông lợn màu trắng như này này, bút này, cái bút này khả năng nó rất cứng, nhưng mà các bạn vẽ thì sẽ tạo ra những cái vệt, những cái nét rất là rõ ràng. Đấy, thì mình muốn dùng mình vẽ nét các cái vệt ấy, thì mình dùng bút cực cứng nha. Còn muốn làm cho các cái ranh giới, những cái nét cọ nó mềm đi thì các bạn dùng bút mềm mềm như này nhé. Đấy, ưu điểm của mình thì nghĩ là cái bút này như thế thôi. Còn bình thường các bạn mới tập thì con cứ dùng cái bút này là rẻ nhất này, ở ngoài các cái cửa hàng loại phẩm có sẵn hết nhé. Đấy, mình bây giờ mình chia sẻ cơ bản qua về cái cho các bạn mới bắt đầu vẽ acrylic nhưng mà chưa biết gì thì mình có chia sẻ qua như vậy. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì, thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới cái video của mình nhé, thì mình sẽ trả lời hết tất cả các bạn. Cảm ơn, xin chào các bạn nhé.